Chào đời năm Ngọ, Giáp Ngọ 1894, Ngô Tất Tố về trời cũng vào năm Ngọ, Giáp Ngọ 1954. Sinh ra và làm người trên cõi dương thế, Ngô Tất Tố không lấy chính trường và chiến trường làm nơi lập nghiệp, mà quyết chí lập ngôn dựng nghiệp bằng nghề cầm bút. Với ý chí tự tin, thức thời và đam mê hành động, không chịu theo một khuôn phép nào của người mang tuổi Ngọ. Trong một hoa giáp 60 năm, Ngô Tất Tố đã dọc ngang tại Hà Nội, Sài Gòn và nhiều tỉnh trong Nam ngoài Bắc như Chợ Lớn, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hải Phòng, Bắc Ninh, Sơn Tây, Cao Bằng, Phú Thọ, Tuyên Quang, cho đến sau cách mạng tháng 8 là trên chiến khu Việt Bắc. Đặc điểm lớn nhất trong sự nghiệp cầm bút của Ngô Tất Tố cho thấy, hầu như toàn bộ sự nghiệp sáng tác của tác giả đến tay bạn đọc trước hết bằng con đường báo chí, phương tiện có sức truyền bá rộng lớn và nhanh chóng tới công chúng, sau đó mới in dần thành sách để lưu giữ lâu dài trong đời sống xã hội. Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố là tập hợp các tác phẩm theo thứ tự thời gian, đã được tác giả cho đăng tải tại các chuyên mục viết tản văn do tác giả trực tiếp đặt ra trên báo chí. Về độ ngắn, hầu hết các bài tản văn của Ngô Tất Tố đều biến động từ vài trăm cho đến khoảng gần 2.000 chữ. Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố gắng sức tránh sự nhầm lẫn, phân loại sai, đưa vào sách những bài viết không thuộc thể tản văn của tác giả. Tổng tập tản văn Ngô Tất Tố chuyển tới tay bạn đọc một kho tản văn có tính nhân văn và tính cập nhật cao, luôn vươn tới sự đổi thay vượt thời gian và tốt đẹp hơn trong cõi đời, đã trung thực và sinh động phục dựng diện mạo phong phú, đa dạng, cuộc sống vật chất, tinh thần của cộng đồng dân tộc ta trong nửa đầu thế kỷ 20. Sự nghiệp sáng tác tản văn của Ngô Tất Tố không chịu ảnh hưởng của một xu hướng nào, không sao chép lối viết tản văn của bất kỳ tác giả nào, mà là tài năng tại chỗ, hoàn toàn Việt Nam, với cách nghĩ, cách viết rất thân thiết, gần gũi và bền vững lâu dài với người Việt Nam.